Từ thiện là một chủ đề không mới và thậm chí là chưa bao giờ là đủ đối với những người nghèo. Những nhóm thiện nguyện, những tấm lòng vàng luôn cố gắng tìm cách để người nghèo tiếp cận được nhiều nhất sự giúp đỡ. Ở tại thành phố Hồ Chí Minh, một hình thức từ thiện khá mới mang tên dĩa cơm trên tường đang được thực hiện tại các quán ăn ở gần bệnh viện nhằm mang đến những bữa cơm miễn phí cho người nghèo mà người cho và người nhận đều không biết đến nhau. Chương trình lấy ý tưởng từ một câu chuyện lãng mạn mang tên Ly Cà Phê Trên Tường ở tại thành phố Venice, sau đó được triển khai theo hình thức thiết thực và gần gũi hơn với người nghèo. Bệnh viện Nhi Đồng 2, thành phố Hồ Chí Minh. 11 giờ trưa, người phụ nữ nghèo này lại nhận được lá phiếu của dĩa cơm trên tường. Một bữa trưa có phần đầy đủ đang chờ chị tại căng tin bệnh viện. Cơm ở đó là cũng ngon, chị nhận được phiếu cơm là chị rất là vui, là cũng được là ở nhà hảo tâm là giúp đỡ cho mọi những người khó khăn ở đây á. Tờ phiếu này không còn xa lạ với những người nghèo nơi đây như chị Thúy. Tuy giá trị nó không cao nhưng lại giúp họ vượt qua những bữa trưa dài đầy vất vả tại bệnh viện. Chương trình do bác sĩ Quỳnh Thanh Hiển đưa ra ý tưởng và được nhóm Action tổ chức hoạt động đưa những suất ăn miễn phí đến tay bệnh nhân và thân nhân nghèo. Nhóm sẽ quyên góp tiền mua những suất cơm và phân phát số phiếu. Đến bữa, người có phiếu dĩa cơm trên tường chỉ cần đến một trong những địa điểm chương trình hoạt động để nhận cơm và được phục vụ bình đẳng như những vị khách có tiền khác. Cái việc phát phiếu này nè, hàng tuần á, thì ở bên bác sĩ Sơn sẽ chuyển qua cho chị một tuần là 70 phiếu. Thì chị sẽ luân chuyển đều cho tất cả các khoa ở trong bệnh viện. Họ thích ăn món nào thì họ lựa món đó, chứ mình không có cho một thứ. Người ta tùy theo người ta. Do kinh phí còn hạn chế mà lượng người nghèo khá đông, nên tại mỗi địa điểm trên số lượng phiếu dao động từ 5 đến 10 phiếu và phát luân phiên cho những bệnh nhân tại các khoa ở bệnh viện. Cái khó khăn ban đầu là mình tính xem tổ chức như thế nào. Tại vì cái phiên bản của người ta là người ta gắn một cái tờ giấy trên tường. Thế và ai đến thì cho, thì nói chung muốn tặng thì mình tặng qua cái quán đó. Thế nhưng ở Việt Nam thì cái điều đó sẽ rất khó. Tại vì khi mà mình để như thế thì sẽ rất là khó để mà kiểm soát, và đồng thời là ngay cái lúc đó nó xảy ra một cái chuyện là khi mà phát cơm ở chỗ chợ lớn đó, thì một cái anh bị phát cơm đó mà bị đâm chết. Hiện chương trình đã phối hợp với căng tin khu X-quang, bệnh viện Nhi Đồng 2, quán cơm Hoàng Vương đối diện bệnh viện Chợ Rẫy, quán cơm Đức Toàn đối diện bệnh viện Nhi Đồng 1. So với những chương trình từ thiện khác thì chương trình dĩa cơm trên tường có hoạt động khá đơn giản, không mất nhiều thời gian cho việc đưa những suất cơm từ thiện đến người cần giúp đỡ. Sự kết hợp giữa chương trình với các quán cơm có sẵn đã góp phần làm cho chương trình đến gần hơn với người nghèo. Tuy nhiên, do chương trình còn khá mới nên vẫn còn không ít khó khăn trong việc nhân rộng mô hình đến với nhiều người nghèo hơn trên địa bàn thành phố.